Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em Tài Khoản Xe Máy Hàng Sáng. Thì trong video báo giá ngày hôm nay lên sóng với anh em một con quay RS nhé. Con này thì RS đời đầu 206 sườn xám, máy móc zin ha. Dàn chân dàn áo đẹp, liên lạc thì em sẽ quay chi tiết để anh chị em mình tham khảo. Nếu là ai mà đang có nhu cầu mà muốn mua mấy con quay RS đời đầu mà sườn xám máy zin á thì có thể liên hệ đến Hoàng Sáng qua cái đầu số là 0983533445 nhé. Con này thì báo giá chi tiết cho anh em luôn là tầm giá là 12 triệu rưỡi nhé. Các bác quan tâm thử xem là chất xe của con 12 triệu rưỡi thì nó còn ok không mọi người ha. Nói chung là mấy thằng này á, đời đầu thì nói chung là đi tốt dùng bền anh em nhé. Sườn xám đó. Biển số thì còn 4 số luôn, gốc Đồng Nai anh em nhé, 60T87174, giá là 12,5 nhé, giá trên thì còn bớt, còn thương lượng, thì anh em quan tâm xe thì nhắn lên em hỗ trợ cho, quan tâm xe gì đó thì nhắn lên em hỗ trợ nhé, quay S, quay RS là bên em đầy đủ hết cả mọi người ha. Đấy, rất liên lạc ha, bây giờ em sẽ đi chi tiết cho mọi người. Em sẽ đi chi tiết cho mọi người nhé. Rồi sau đó mọi người nếu mà anh em nào mà quan tâm á, thì gọi nhé. Anh em nào quan tâm thì gọi. Rồi, đầu tiên là về bao tay gù nhé. Bao tay mà gù là đồ còn nguyên của nó này. Chóa đèn trước này. Chóa còn sáng này. Đó, cái mặt nạ này nhìn còn đẹp anh em. Mặt nạ này không biết có sơn lại không mà nhìn còn đẹp lắm. Mặt nạ nhìn còn rất là keng. Mặt nạ này. Mặt nạ này mặt nạ cũ này. Mặt nạ cũ nhưng mà nhìn còn keng lắm anh em. Nhìn cái màu còn tươi lắm. Đó. Chóa đèn này rất là trong luôn. Chóa đèn rất là trong và sáng luôn anh em. Bàn mặt này, mặt nạ trước này, tem này tem zin nha, tem này tem zin nha. RS bên em thì nhiều lắm anh em, màu đỏ màu vàng đồ là đầy xe á. Bác nào quan tâm thì nhắn thôi. Đó. Tem này cũng là tem zin này anh em, có chày xước. Tem này thì cũng có chày xước này, xước nhẹ thôi. Nhưng mà còn liền nhá, còn liền, dè bựng này. Đây, anh em nhìn thấy con dè mà xe 206 mà nói chung là giữ được chất xe như thế này là cũng nét lắm rồi anh em. Đấy. Dè bựng là còn đẹp đều luôn á, dè bựng là còn đẹp đều luôn á, từ trên đến dưới. Đó, anh em nhìn cái xe nó cứng không? Nhìn xe rất là cứng nha. Liền nó chắc lắm. Dàn chân trước thì cũng có nhậm rồi. Nói chung là cái dòng của Honda á, thì đa số là nó nổ sơn anh em theo thời gian là xe nào cũng thế á. Vì cái xe anh em mới mua một thời gian anh em để ý không chăm kỹ là cũng sẽ thấy nổ sơn liền à. Đấy, như con này cũng không ngoại lệ nhá. Nổ sơn thì có nhậm lại cho anh em rồi. Căm đùm điền này, căm đùm điền thì mấy cái thằng này là căm rin thôi, nó điền oxy, cũng có chuẩn bài của nó thôi. Đĩa heo dầu thì còn nguyên nhá, heo dầu này, ốc tán này, nó phục thì có dặm, phục thì có bắn rồi. Nên là chi tiết anh em như thế, còn máy móc thì rin cho anh em nhé, máy móc thì rin, đầu nòng ốc tán, máy móc rin. Bác nào quan tâm xe thì nhắn em hỗ trợ cho, quay chi tiết cho mọi người, để mọi người xem xe, mọi người đánh giá nhé. Con này thì 206 sườn xám. Lốc không sơn dặm này, lốc không sơn dặm, lốc bên này không sơn dặm nhé cả nhà. Lốc không sơn cần số này. Quay đầy đủ chi tiết, quay đầy đủ chi tiết hai bên cho anh em coi từ phía trong phía ngoài. Thì bác nào quan tâm, bác nào cần thì có thể nhắn lại em. Sườn xám nhé, con này là đời đầu sườn xám đấy. Này cặc te hộp xích cũng còn đều và đẹp anh em. Te hộp xích cũng còn đều và đẹp. Đó. Trước sau thì đều là căm đùm điền oxy thôi cả nhà. Heo dầu hay là các thứ là nó còn nguyên hết nhá. Đùm còn nguyên này, căm còn nguyên luôn. Heo 5 tháng thôi. Anh em nào thích mà sự zin mộc liền theo xe thì có thể tham khảo mấy mẫu này. Tầm giá 12 năm thì vẫn còn bớt nhá. Bác nào quan tâm thì gọi. Buộc nó này, áo zin luôn, áo zin tem zin luôn này mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đấy. Nếu mà anh em mà để ý tem mới là lúc nào nó cũng bóng lưỡng, bóng mới hết á. Còn những con này theo 5 tháng này. Nó sẽ có chày có xước nhá. Mấy cái này thì không thể nào tránh khỏi nha anh em. Đấy, theo năm tháng có chày có xước nhưng mà anh em nhìn một cái tem zin nó vẫn có rất là chắc chắn nha. Nhìn nó vẫn nét nè. Đấy, nhìn nó vẫn nét nha anh em. Đấy, sắc nét, nó vẫn có cái kiểu là gọi là sắc nét nha anh em. Đuôi đèn các thứ này. Đấy, đuôi đèn các thứ. 60T8 anh em, biển số hơi bẩn anh em. Cái này chắc để lột ra, lột cái khiến này ra chà lại kia. Biển số này nó hơi bẩn 60T8 bô bẩn. Phục hai bên thì cũng còn đẹp lắm, phục hai bên còn đẹp lắm mọi người. Phục và đùm này, các chi tiết này, dàn chân dàn căm này. Đấy thì nhìn nó vẫn còn rất là nét, dàn chân dàn căm nhìn nó vẫn còn rất là nét.
206 ha. Tem đồ còn nguyên trong này ha. NF100 Gucci, hai bên cũng vậy anh em. Đấy anh em nhìn theo cái thần tem zin áo zin này nó liền và nó chắc không anh em. Đó, nhìn nó rất là sắc. Tươi tắn đẹp luôn anh em. Tuy rằng là xe nó cũ nhưng mà anh em nhìn là chuẩn nét luôn. Đấy. Thì được cái là dàn chân dàn áo rồi là thấy đẹp nha. Còn lốc bên này thì có giảm rồi nè. Lốc bên này có giảm rồi nè. Lốc bên này em thấy có giảm rồi. Lốc thì có giảm rồi nha. Máy thì ngon. Chạm mình ổn. Dàn máy được nghe nó chắc lắm anh em. Ốc tán rồi là nguyên anh em nha. Ốc tán rồi là nguyên nha. Ốc tán là sắc cạnh là còn nguyên anh em. Máy móc là êm ái nhẹ nhàng. Trước sau luôn à, như là ổ khóa nó mới hai chìa luôn anh em ha. Đấy, ổ khóa trước sau là mới thay rồi đó. Bờ đầu mặt đẹp. Để bác nào mà quan tâm đến những cái dòng RS đời đầu này thì nhắn nhá. Nói chung là nó rất là máy móc nó rất là chắc anh em. Máy móc mấy thằng này rất là chắc, nó rất là bền, anh em có thể là cày cuốc nó không sót xe. Đấy thì cái đấy là cái điều mà anh em quan tâm nhé. Nói chung là xe cũ thì anh em quan tâm nhiều nó về cái chất lượng xe đấy, nó liền lạc, nó chắc chắn, nó đi tốt dùng bền thì anh em quan tâm đến những cái vấn đề đấy nhé. Này ốc tán này, hay là 6 sườn xám nhé. Sườn xám thì nó có khác biệt là nó ở trong này là nó sườn đôi, cái đuôi đằng sau là nó sẽ đôi nhé. Đấy, còn cái sườn kia mình của mình thường thường nó sẽ có một cái ống tròn thôi đấy, còn cái này nó sẽ khác này. Bình xăng cũng còn đều và đẹp này bác. Bình xăng cũng còn đều và đẹp. Thì anh chị em mà quan tâm đến dòng này thì nhắn nhá. Quan tâm đến dòng này thì nhắn. Yên bọng là nguyên hết ra. Liền lạc chắc chắn. Biển cố số. Nói chung là bên em thì xe sang tên đều được ha. Sang tên hút gốc đều được. Các bác quan tâm thì gọi vào cái đầu số là 0983533445. Trả góp ship xe nhé. Còn địa chỉ số điện thoại thì tất cả đều anh em cứ liên hệ thôi. Em sẽ để ở dưới phần mô tả video rồi các kiểu đấy. Mọi người quan tâm thì gọi nhé. 12 năm 206 sườn xám máy gì dàn chân dàn áo đẹp.